mình chạy ghe đi chơi anh chị ơi, chạy ghe đi vòng vòng xong chơi ở nhà, dịch Covid quá không có đi trên bờ được, anh em mình chạy với ghe đi chơi. Hôm nay mình quay cái video chia sẻ cho anh chị xem giờ đi dạo chơi với mình. Đây anh chị, mình đang chạy trên cái đoạn sông Hàm Luông anh chị. Đây là khúc sông Hàm Luông, khúc ở dưới này gọi là khúc bằng sông này là sông ở dưới cống 12 Sơn Đốc đó anh chị. Mình cũng biết nói sao cho anh chị hiểu dễ nữa, cứ mình thì mình biết vậy, mình nói vậy thôi. Đây mình đang chạy ghe làm gì đây, hướng đây là hướng mặt trời lặn, bây giờ là giấc chiều, mặt trời lặn quay nó bị chói lắm anh chị, anh chị thấy không, chói cực kỳ. Đây là đằng sau có lái ghe của mình. Mình lại đằng mũi đi anh chị, ở đằng sau không hay, không đẹp bằng anh chị, lại mũi cho đẹp. Có mấy ghe nó đang câu quá. Mấy cái người nó đậu đó đang câu rồi quá, câu cá không, chưa tới này, nay trên phải lá còn dưới, phải lá còn chị dưới, hai ghe câu, hai người câu luôn, tại hai nhóm, ba nhóm luôn, ba nhóm đi câu luôn anh em ơi. Ờ, ra đây câu tốn dịch. Có cá bự chưa anh em? Có cá bự chưa anh? Đâu? Ở đi cái đoạn kìa. Câu gì gần gì mà thấy có xíu à? Cái câu cá vừa ấy mẹ. Đây gọi là Tân Hưng đó anh chị, nãy quên đó chứ, quên nói chị, đây là gọi là xã Tân Hưng đó, xã Tân Hưng huyện như huyện Ba Tri. Mấy cái đoạn sông này là mình thường đi câu cá dữ lắm á, mà hôm nay mình không có đi tại vì mùa này cái đi câu về không có bán được anh chị, thì mình chỉ ăn thôi, mà lâu lâu mới đi một lần, chứ câu hoài chứ cá út cái này kia đồ ăn cũng ngán, thì lâu lâu mới đi câu một lần để ăn, hôm nay không có đi anh chị. Thì hôm nay
mình chia sẻ với anh chị cái video chạy ghe đi dạo chơi này. Tới đây thì mình sẽ kết thúc nha anh chị. Anh chị xem thấy thích thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha anh chị. Rồi mình xin chào anh chị nha.